Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 4 tháng 9, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức hình phạt của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đối với các bị cáo trong vụ án. Theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, gây hoang mang, mất niềm tin của người dân trong và ngoài nước. Hậu quả mà các bị cáo gây ra là đặc biệt lớn. Viện kiểm sát khẳng định, ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan là người nêu chủ trương, chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty chứng khoán Tân Việt để thực hiện phát hành trái phiếu trái quy định, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư đối với hành vi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc số tiền 445.000 tỷ đồng có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản của ngân hàng SCB và phát hành trái phiếu, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng này. Về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị cáo Lan đã giao cho các thuộc cấp lập các hợp đồng khống, mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty tổ chức ở nước ngoài thông qua các hợp đồng khống này tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng SCB từ các lý lẽ trên đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Trường Mỹ Lan trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 12 đến 13 năm tù về tội rửa tiền 8 đến 9 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng hợp hình phạt là tù trung thân. Tối mùng 3 tháng 10, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình xác nhận. Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam ông Vũ Văn Hạnh, sinh năm 1970, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà. Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ngày mùng 3 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở ông Vũ Văn Hạnh, sinh năm 1970, trú tại xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 điều 360 bộ luật hình sự. Quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn. Động thái trên là diễn biến mới nhất liên quan đến các sai phạm của lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà thời gian qua và nhiều xã khác trong huyện vi phạm về quản lý đất đai đang được công an huyện Hưng Hà thụ lý mở rộng điều tra. Trước đó cũng tại huyện Hưng Hà Ngày 11 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà khởi tố bị can, bắt giam ông Nguyễn Xuân Dương, phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Bình do có sai phạm trong công tác trong thời kỳ làm chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà. Ông Nguyễn Xuân Dương từng làm chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà và được điều động bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Bình từ tháng 10 năm 2022. Hồi tháng 2 năm 2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và ba người khác liên quan vụ án lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Các bị can gồm: Đường Khắc Thủy, sinh năm 1965, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An; Trần Hữu Dũng, sinh năm 1981, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng An, nguyên công chức địa chính xã Hồng An. Trần Ích Vinh, sinh năm 1964, bí thư chi bộ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An. Trần Quang Bảo, sinh năm 1964, trưởng thôn Bắc Sơn, xã Hồng An. Và Đường Thị Hoa, sinh năm 1968, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Bắc Sơn, xã Hồng An. Quá trình điều tra xác định, năm 2018, các bị can nêu trên đã vượt quá quyền hạn được giao, chuyển nhượng trái quy định quyền sử dụng 5.269,4 m2 đất chuyên trồng lúa nước tại xứ Đồng Lĩnh Mậu thuộc địa phận thôn Đồng Trang, xã Hồng An, huyện Hưng Hà. Hành vi của các bị can gây thiệt hại cho nhà nước và cá nhân tổng số tiền hơn 221 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hưng Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Ngày mùng 3 tháng 10, lãnh đạo trường Trung học phổ thông Thái Phiên, Thành phố Đà Nẵng thông báo đã hoàn trả tiền thưởng cho gần 700 học sinh giỏi khối 10 và khối 11 của năm học 2022-2023. Trước đó, vào tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng nhận được phản ánh về việc ông Nguyễn Bá Hảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng đã cho 654 học sinh giỏi khối 10 và khối 11 năm học 2022-2023 ký nhận tiền thưởng mỗi em là 200.000 đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, các em chỉ nhận được 20 cuốn vở với giá trị thị trường chỉ khoảng 6.000 đồng mỗi quyển. Điều đáng nói là loại vở này hiện nay rất khó tìm trên thị trường do giấy quá mỏng và ít người sử dụng. Phản ánh của học sinh và phụ huynh cho rằng nếu quy đổi số vở trên thì số tiền thực nhận ít hơn 200.000 đồng. Vì thế, các phụ huynh mong muốn con em được nhận số tiền còn lại. Phụ huynh đã có ý kiến với nhà trường, tuy nhiên không nhận được câu trả lời thỏa đáng, khiến phụ huynh bức xúc trong thời gian dài. Vào tháng 6, trước phản ánh của các giáo viên, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng xác minh và kết luận ông Hảo có hợp đồng số tiền mua vở là 138,4 triệu đồng. Số lượng 13.840 cuốn vở với đơn giá 10.000 đồng một cuốn ông Hảo trực tiếp quyết định và thực hiện mua vở, không đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng kết luận, việc cho học sinh ký nhận tiền mặt mà nhận vở là không đúng theo hồ sơ thanh toán. Do đó, yêu cầu ông Hảo phải hoàn trả toàn bộ số tiền 138,4 triệu đồng cho những học sinh đã ký nhận tiền nhưng lại được nhận vở. Điều đáng nói, ông Hảo lại yêu cầu học sinh mang vở đã nhận thưởng nguyên đai nguyên kiện từ 2 năm trước đến đổi tiền, khiến nhiều học sinh không đổi được và bức xúc. Bên cạnh đó, kết luận của thanh tra sở cho thấy, ông Hào có hàng loạt vi phạm khác về tài chính như tự đặt ra quy chế chi tiêu nội bộ, vi phạm trong mua sắm tài sản, thiết bị dạy học, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất không đúng quy định về đấu thầu. Có nhiều khuất tất trong thực hiện thu chi liên quan lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường hoàn trả hơn 138 triệu đồng cho học sinh. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu nhà trường chấm dứt việc phát thưởng cho học sinh với hình thức ký nhận tiền mặt nhưng lại phát hiện vật. Chiều ngày 3 tháng 10, tại cuộc họp về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn do Ban tuyên giáo thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc điều tra, xử lý vụ bạo hành trẻ em tại Mai ấm Hoa Hồng, quận 12 cùng một số vấn đề an ninh trật tự. Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về việc sử dụng vũ lực với người khác xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng vào ngày mùng 4 tháng 9, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị ban ngành liên quan, khẩn trương xác minh, điều tra xử lý, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và khẩn trương bố trí cho 86 trẻ tại mái ấm Hoa Hồng vào các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố Hồ Chí Minh để trẻ được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng. Cũng trong ngày 4 tháng 9, công an thành phố Hồ Chí Minh đã mời tất cả những người có liên quan trong vụ việc mái ấm Hoa Hồng về trụ sở để làm việc đồng thời khẩn trương thu thập, củng cố chứng cứ. Ngày 6 tháng 9, Công an thành phố đã tổ chức buổi cung cấp thông tin và mời các cơ quan báo chí trên địa bàn đến tham dự. Tại đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin về việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền việc cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý được thực hiện thận trọng, nghiêm túc theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Không thể vì vụ việc nóng, dư luận quan tâm mà nóng vội trong công tác điều tra, xử lý. Mái ấm hoa hồng được thành lập theo quyết định 917 ngày mùng 7 tháng 7 năm 2023 của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận 12, thành phố Hồ Chí Minh do bà Giáp Thị Sông Hương quản lý. Sau sự việc, Ủy ban Nhân dân quận 12 đã đình chỉ và thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở này. Ngày 3 tháng 10, thông tin từ Bộ Công an, lực lượng công an xã Xuân Áng và công an huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ giải cứu thành công cháu bé 5 tuổi, bị kẻ tâm thần dùng hung khí khống chế. Khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng công an nhận được tin báo Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1991, ở khu 14, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng tâm thần, sử dụng hung khí kề vào cổ. Khống chế, sử dụng vũ lực với cháu Hoàng Anh M, sinh năm 2019. Đưa cháu M lên tầng 2, đóng cửa và cố thủ trong phòng. Lực lượng công an huy động 30 cán bộ, chiến sĩ, trang bị công cụ hỗ trợ, chia thành hai tổ giải cứu, nhanh chóng tiếp cận hiện trường đến khoảng 9 giờ cùng ngày, hai tổ đồng loạt tiếp cận, quật ngã, khống chế, bắt giữ và tước hung khí là một con dao dài 40cm từ tay của đối tượng, giải cứu an toàn cháu M. Lực lượng công an phối hợp với gia đình đưa cháu đến trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe, động viên, hỗ trợ, chấn an tinh thần cháu. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Hạ Hòa khẩn trương xác minh lấy lời khai của đối tượng và những người liên quan đồng thời yêu cầu công an các huyện thành thị ra soát quản lý chặt chẽ các đối tượng tâm thần ngáo đá trên địa bàn không để các đối tượng này có các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội